significantly reduce in the short term. Như vậy thì định phí bắt buộc nó có bản chất lâu dài và chúng ta không thể cắt giảm chúng trong cái thời gian ngắn được. Đó. Chúng ta không thể cắt giảm chúng trong thời gian ngắn được bởi vì nó có bản chất lâu dài. Đó, cái giá trị của nó lớn nên chúng ta không thể cắt giảm chúng. Ví dụ như for example chúng ta nhìn vào depreciation on buildings and equipment and real estate tax. Vậy thì đó là cái chi phí hố hao của tòa nhà như là trang thiết bị và cái bất động sản ha, cái thuế và bất động sản. Nên là chúng ta thấy thuế tài sản đó, real estate. Nên chúng ta biết là cái hố hao của tòa nhà. Hố hao tòa nhà. Chúng ta bỏ ra cái chi phí đầu tư lớn. Ví dụ như những cái tòa nhà mà kiên cố thì chi phí hố hao là 20 năm. Đó. Xây căn nhà, tòa nhà 10 tỷ hố hao trong vòng 20 năm thì mỗi năm nó là nửa tỷ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trích hố hao được 5 năm là được 2 tỷ rưỡi cho tự nhiên chúng ta không trích được không? Chúng ta không trích được không các bạn? Chúng ta vẫn còn hoạt động, chúng ta thấy công ty mình hơi lỗ quá khỏi trích được không? Lớp mở mic trả lời cho cô nghe cái nè. Dạ không. Chúng ta vẫn phải tiếp tục trích cho đến khi hết thời gian sử dụng hữu ích. Trừ khi chúng ta gì? Trừ khi chúng ta bán cái tòa nhà đó đi. Thì không còn sử dụng thì chúng ta phải ngừng trích. Cho nên là cái chi phí này nó có bản chất lâu dài là như vậy. Trong kế toán của chúng ta thì sao? Chúng ta thấy trên một năm là được là dài, thì coi là dài hạn. Trên một năm là dài hạn. Cho nên là chúng ta cái chi phí định phí đó là định phí bắt buộc, chúng ta không thể cắt giảm chúng trong cái thời gian ngắn hạn một sớm một chiều được. Rồi cô sang cái phần discretionary, đó là định phí tùy ý. Nó là định phí tùy ý. Như vậy định phí tùy ý thì chúng ta có thể cắt giảm chúng được. Chúng ta có thể cắt giảm chúng trong cái thời gian ngắn. Vậy thì cái định phí này nó sẽ phát sinh là dạng short term thôi, chứ nó không cần phải cái vòng dài chi. Ví dụ như là chi phí quảng cáo nè, rồi chi phí nghiên cứu và phát triển. R&D đó, chi phí nghiên cứu và phát triển. Giờ chi phí quảng cáo thì quảng cáo chúng ta ký hợp đồng chi cho 5 năm, đúng không ạ? Chúng ta ký chi cho 5 năm, chúng ta ký tối đa 5 thôi. 5 thì vẫn được coi là short term. Vậy chúng ta ký hợp đồng short là 5 năm, đăng ký 1 năm. Cũng ví dụ như Shopee đã mướn cái nghệ sĩ Hoài Linh quảng cáo cho Shopee. Đó, ký hợp đồng 1 năm. Đó, hợp đồng 1 năm thì chúng ta thấy là sau khi bị scandal vừa rồi, Hoài Linh đã bị scandal thì Shopee ngưng luôn. Đó, chúng ta thấy là những cái sự cố cái ngắn hạn thì chắc chắn là Shopee sẽ không phải duy trì đối với những cái nghệ sĩ mà bị scandal như thế này. Bởi vì sao? Bị ảnh hưởng tiếp cái sản phẩm của họ. Đó, cho nên là họ ngưng, họ cắt hợp đồng luôn. Đó, thì chúng ta thấy là đó là những cái thay đổi mà bất khả kháng, bất đắc dĩ. Còn không mà chúng ta mướn một cái nhân vật khác, ví dụ như chúng ta đang mướn là đương kim hoa hậu ví dụ như hoa hậu Việt Nam của mình vừa rồi là Đỗ Thị Hà đúng không? Đó, hoa hậu Việt Nam mới của mình đó, tiêu hoa hậu của mình thì mình ký hợp đồng là 1 tỷ nhưng mà năm sau thì chắc chắn hoa hậu có một hoa hậu mới mà chúng ta ký tiếp, chúng ta thích hoa hậu Hà đó, chúng ta ký tiếp thì có thể là cái chi phí mà chúng ta thương lượng giá của họ sẽ thấp hơn nữa, hoặc là gì đến lúc mà chúng ta thấy là sản phẩm mình nhiều lắm rồi, bán được rồi, mình không cần phải mướn hoa hậu chi cho tốn tiền. Anh ơi lấy đồ vô giùm em, mưa. Chờ tôi 1 phút, 2 phút.
Cho nên là cái chi phí mà phát sinh trong ngắn hạn chúng ta có thể đổi được ha. Từ hoa hậu mà chúng ta chuyển qua chúng ta mướn một cái người mẫu thôi đó, thì nó sẽ rẻ hơn, tiết kiệm chi phí được hơn. Mà đến lúc nào đó chúng ta cũng thấy thôi, quảng cáo trên YouTube được rồi, trên Facebook được rồi đó, thì chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí hơn đó. Như vậy thì nó là cái chi phí tùy ý, chúng ta có thể cắt giảm chúng được. Rồi. Tiếp theo là cô giới thiệu cái đồ thị liên quan đến cái miễn phí định phí nha. Chi phí này gọi là relevant range, nên trong cái hình đó là cái chi phí phạm vi phù hợp mà. Phạm vi cái range là cái phạm vi, cái giới hạn của nó. Đây, phạm vi phù hợp. Thì đây là cái mức min nè. Đây là mức max nè. Đó, mức max. Vậy thì nếu như nó vượt ra khỏi phạm vi này thì nó có thể sẽ không đúng. Đó, vượt ra khỏi phạm vi này nó thành đường cong lên, là chúng ta thấy không? Nó đường màu xanh lá cây của chúng ta. Bên ở dưới nhà cô thì nó mưa to. Nhà cô thì nó cách âm nó không có tốt lắm nên là chúng ta bị nghe. Và bây giờ khi chúng ta thấy vượt ra ngoài phạm vi phù hợp thì cái đường này nó cong lên luôn, nó cong lên có nghĩa là nó cao lên, nó cao hơn so với cái đường màu đỏ. Rồi ở đây là phạm vi phù hợp, nó vượt ra ngoài phạm vi phù hợp thì nó như thế này. Phạm vi phù hợp là cái gì? Trong cái giới hạn cho phép thôi. Tôi ví dụ bây trở lại cái chi phí về phạm vi phù hợp, như chi phí về tiền thuê nhà trọ đi. Thì thuê nhà trọ hồi nãy một mình thì 3 triệu, rủ thêm hai bạn thì vẫn là 3 triệu. Đó, vẫn là 3 triệu. Đó. Mà chúng ta có thể rủ thêm chúng ta từ một bạn này, từ 3 bạn mà chúng ta thành 10 bạn ở được không? Không ha. Chúng ta mà rủ về một nồi như thế, nếu mà chúng ta chen chúc nhau chúng ta ở thì bà chủ như khi bà cũng sẽ lên tiền. Hoặc là thứ nhất là ở như vậy thì chúng ta sẽ không học hành được, chúng ta không thoải mái được, nên chúng ta bị. Cho nên là muốn có sức chứa 10 bạn, ví dụ có muốn sức chứa 10 bạn thì nói bà chủ cho thuê phòng kế bên mà chúng ta bung cái chúng ta thuê phòng kế bên mới có thể sức chứa. Như vậy thì nó đã vượt ra khỏi phạm vi phù hợp rồi. Đó. Hoặc là gì? Chi phí về tốn hao. Tốn hao thì cái máy đó người ta sản xuất là khả năng cái tuổi thọ nó sản xuất được 10.000 sản phẩm. Và chúng ta bình quân là 2.000 sản phẩm năm. Tự nhiên chúng ta nhào vô chúng ta sản xuất, chúng ta bắt nó sản xuất gần như hết công suất thì nó sẽ rút ngắn thời gian lại. Rút ngắn và bắt buộc chúng ta phải thuê mới, hư hỏng gì đó. Đó, chạy nhiều quá nó hư đó, thì nó đã cũng đã vượt ra ngoài phạm vi phù hợp. Chúng ta năng suất của chúng ta là sản xuất từ 1.000 sản phẩm đến 5.000 sản phẩm, tự nhiên mình nhận cái đơn hàng là 7.000 sản phẩm một tháng, năng lực của công ty mình chỉ có đáp ứng 5.000 sản phẩm, tối đa là 5.000 sản phẩm thôi. Bây giờ mình ký hợp đồng là 7.000 sản phẩm thì một lần mình sẽ làm sao? Mình sẽ cơi nới thêm, mình phải mở, mình thuê thêm mặt bằng, mình mua máy móc thiết bị. Đó là vượt phạm vi phù hợp. Vậy thì qua đó ví dụ cái relevant range của cô là 1.000 đến 5.000 sản phẩm. Vượt ra ngoài nó không đúng, nó sẽ cao hơn những cái chi phí. Ví dụ như bây giờ 5.000, năng suất trong điều kiện bình thường của cô là 1.000 đến 5.000 sản phẩm. Mà giờ 5.500 thì cô cũng cố được, cô cố là cô cho công nhân cô tăng ca. Vậy tăng ca, tại vì tăng ca mới có máy móc thiết bị làm tiếp đó, cho nên là nó sẽ cao hơn đó. Chúng ta thấy là nó đã vượt ra ngoài phạm vi phù hợp với năng lực của mình rồi. Tăng ca như vậy thì chúng ta biết là tăng ca thì chúng ta trả lương cao hơn 1,5 lần so với điều kiện bình thường đó, cho nên là nó cũng vượt ra ngoài. Thì chúng ta hình dung relevant range là như thế, đó là cái giới hạn cho phép mà nó sẽ không thay đổi, nó không làm thay đổi chi phí, còn nó được khung thì nó sẽ khác đi.
Rồi, bây giờ chúng ta xem cái phần sweet spot and the relevant range. Bây giờ chúng ta thấy là cho cái ví dụ minh họa này ha. Giả sử như một cái công ty này nó cho thuê văn phòng. Cho thuê văn phòng và nó có cái giá thuê là 30.000 đô một năm. 30.000 đô một năm. À, 1.000 feet vuông ha. Đơn vị tính cái đơn vị tính mà đo về diện tích của nó là feet vuông ha. Square feet. Nếu như mà của Việt Nam mình là square meter đó ha. Thì này nó là square feet. Vậy 10.000, 1.000 feet vuông nó sẽ là 30.000 đô. Còn nếu mà chúng ta thuê thêm, nó không tính lẻ một feet vuông là bao nhiêu, cứ lên một cái mức chúng ta cần là vượt 1.000 feet vuông thì ta thu thêm chúng ta 30.000 đô. Rồi, khi cô biểu diễn lên đồ thị thì 1.000 feet vuông ban đầu thì giá nó là 30.000 đô. Cái cột của cô đó là $1,000, nó là 1.000 đô. Cột trục UI của cô là 1.000 đô, nó thể hiện cái rent top thì 30.000 đô. Nếu chúng ta đi thuê 1.000 feet vuông đầu là 30.000 đô, 1.000 feet vuông tiếp theo thì cũng là 30.000 đô. Nên nếu như mà nhu cầu của khách hàng thuê 1.200 feet vuông thì bắt buộc là phải trả nhiêu tiền các bạn? Các bạn bảo mic lên tiếng giùm cô ạ. Nếu như khách hàng có nhu cầu thuê 1.200 feet vuông để làm văn phòng công ty gì đó thì bắt buộc phải trả nhiêu tiền? $36.000 hả cô? Không, vẫn phải trả 60.000 đô. Bởi vì sao? Chủ cho thuê này nó không có, họ không có tính trên một phút, họ không tính trên một phút vuông, một phút vuông là số ít là phút, số nhiều là feet. Thì họ không chia nhỏ như vậy, mà họ sẽ cho thuê cái mỗi gói là ngàn ngàn vậy đó, chứ họ không có chia nhỏ hơn. À, họ không cho thuê mức nhỏ hơn. Cho nên nếu chúng ta tốn 1.200 thì chúng ta cũng phải thuê 2.000, là 60.000 đô. Nếu chúng ta cần tới 2.000 mấy thì buộc lòng chúng ta cũng phải thuê 3.000, là chúng ta phải trả 90.000 đô. Đó, chúng ta đã hiểu. Vậy thì nó là định phí. Còn nếu bạn tính là 30.000 đô là 1.000 feet vuông, bạn tính là 30 đô cho một feet và thấy 1.200 mà bạn lấy 30 đô nhân 1.200, bạn trả lời cô 3.600, 3.000, xin lỗi là 36.000 đúng không? Bạn trả lời 36.000 thì đó là biến phí rồi, nó là variable cost rồi chứ nó không phải là định, không phải là fixed cost nữa. Chúng ta hình dung ha, variable cost là người ta có thể tính phí mà cái giá nó ổn định cho một cái đơn vị nhỏ nhất. Đó, đơn vị nhỏ nhất. Ví dụ như là chúng ta làm part time, làm việc giờ ha. Một giờ ta trả cho chúng ta 5.000, chúng ta làm bao nhiêu giờ người ta nhân lên ta trả, thì đó là variable cost. Còn nếu mà người ta khoán cho chúng ta, nếu làm 4 giờ trong ngày thì người ta trả 2 triệu. Còn nếu như chúng ta làm hơn 4 giờ thì các bạn sẽ được 4 triệu. Đó, ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy là nó sẽ không phải là định, nó không phải là biến phí nha. Như vậy 4.000, 4 tiếng thì 2 triệu. Như vậy thì bạn làm 6 tiếng bạn vẫn nhận được, nếu mà cái đây là mà nếu mà chúng ta làm nhiều hơn 6 tiếng thì chúng ta được 4 triệu và 8 tiếng thì cũng 4 triệu thôi. Đó là cái mức vậy. Thì nó không phải là biến phí mà nó sẽ trở thành là định phí. Cứ mỗi 4 giờ ví dụ ta cho trong cái phòng vi đó là 2 triệu ta trả thêm. Chúng ta hình dung là định phí. Về cái định phí này gọi là định phí cấp bậc. Khi cô nói lại nha, cô nói lại.
đang nếu mà đang zoom như thế này mình muốn lấy cái cây bút tôi vẽ giống như kia là tôi lấy ở đâu ta? Rồi đó, thì tôi nói lại như thế này, tôi nói là như thế này, các bạn sẽ thấy là gì, nó giống như cái bậc thang vậy đó, mà nó giống như bậc thang mà mình lên lầu vậy đó. Đó thì người ta gọi là biến phí, định phí bậc thang hoặc là định phí cấp bậc, nó giống cái bậc tam cấp nhà mình hoặc là giống cái cầu thang của nhà mình, bước từng bậc đi lên lên và nó đều ha, khoảng cách của nó đều nhau. Đúng rồi bạn, em cho cô hỏi đi, cô đang ở giao diện này thì cô vẽ bằng cách nào? Bạn gì đó giúp cô vẽ lên cái này nè, là cô vô gì vậy? Dạ vô tùy chọn đó cô. Có cái thanh ở bên trên cùng đó cô, thanh của zoom luôn hả em? Dạ zoom luôn. À rồi rồi, ok. À, tôi thấy rồi. Tôi tưởng là mình phải chở người. Dạ, tôi cảm ơn. Đó, thì khi mà chúng ta nói lại chúng ta thấy rất là giống cầu thang ha. Chúng ta nói lại thì đây gọi là định phí. Nhiều bạn sẽ không phân biệt được cái định phí cấp bậc với cái biến phí nó khác như thế nào. Nên chúng ta thấy là cái biến phí là chúng ta chuyển sang một cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta nhân lên, nó sẽ không thay đổi ha. À, thì cái biến phí đơn vị nó sẽ không thay đổi. Rồi, bây giờ chúng ta xóa cái sọc sọc này. Rồi, à, chúng ta thấy cái summary, cái phần này là chúng ta đọc và coi như đây là câu ghi nhớ. Tại vì nhiều bạn học cái chương này không hiệu quả ở chỗ không biết, học đã đời không biết biến phí và định phí thì chúng ta sẽ không giải quyết được những cái bài tập. Rồi bây giờ chúng ta đọc. Phân biệt là tổng biến phí variable cost in total, tức là total variable cost, cái cột per unit là variable cost per unit. Rồi, bây giờ gì? Người ta nói là gì? Total variable cost. Như vậy khi cô nói total variable cost hoặc là nói variable cost thì chúng ta sẽ liên tưởng đến nó là total variable cost. Còn nếu cô nói variable cost per unit, variable cost per unit thì nó sẽ là biến phí đơn vị. Vậy total variable cost in degree and degree in proportion to change in the activity level. Vậy có nghĩa là gì ạ? Tổng định phí của cô làm sao? Tăng và giảm in proportion to change in. À, tức là tổng định phí, xin lỗi là tổng biến phí ha. Tổng biến phí của cô tăng và giảm thì nó tỷ lệ thuận với cái mức độ hoạt động. Vậy có nghĩa là gì? Mức độ hoạt động tăng thì tổng biến phí của cô sẽ tăng ha. In proportion to đó là tỷ lệ thuận đó. À, mức độ hoạt động tăng thì cái tổng biến phí của cô sẽ tăng, và mức độ hoạt động giảm thì tổng biến phí của cô sẽ giảm. Mức độ hoạt động của cô bằng 0 thì tổng biến phí của cô bằng 0. Đó. Quy trình của chúng ta là y bằng ax ha. Quy trình của chúng ta là y bằng ax. Như vậy a là biến phí đơn vị, còn x là mức độ hoạt động, là the activity level. Đó. Rồi. But variable cost per unit remains constant. Như vậy có nghĩa là
biến phí, nhưng mà biến phí đơn vị thì sao? Vẫn không đổi. Đó. Ví dụ bạn làm thêm 50.000 một giờ. 50.000 một giờ. Bạn làm hôm nay được 5 giờ thì bạn nhận được 250. Ngày mai bạn học nguyên ngày, off không làm thì bạn sẽ nhận là 0 đồng, đúng không nào? Ngày hôm sau rảnh làm 8 tiếng, bạn được 400.000. Đó là đặc điểm của biến phí. Vậy biến phí thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta nhớ cái lời tiếng Việt là gì? Tổng biến phí nó sẽ thể tăng, giảm, nó tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động. Còn biến phí đơn vị thì không đổi. Nhưng mà qua cái ví dụ mà cô cho chúng ta là làm thêm, vậy thì biến phí đơn vị của cô là bao nhiêu? Variable cost per unit của chúng ta, per hour của chúng ta bằng bao nhiêu các bạn? Chúng ta mở mic lên trả lời giùm cô ạ. Hả? Thúy Nguyên, Nguyên trả lời giùm cô như vậy. Qua cái ví dụ của cô cho về việc làm thêm đó, thì variable cost bao nhiêu, áo hơn cô là bao nhiêu? Thúy Nguyên, Nguyên rồi em trả lời giúp cô ạ. Là bao nhiêu em? Dạ em biết cô. Tường Vi, rồi cảm ơn em. Tường Vi mở mic trả lời giùm cô về biến phí đơn vị của cô là bao nhiêu tiền ạ? À? Cô nói lại là các bạn, là bao nhiêu em? Dạ em không biết cô ơi. Trời ơi. Cô nói lại nè. Các bạn đi làm thêm cho một cái chỗ đó, nhà hàng chẳng hạn, à, một giờ được trả 50.000 đồng. Đó, bạn làm part time. Hôm nay bạn làm 4 giờ, ngày mai bạn nghỉ, ngày mốt bạn làm 8 giờ. Đó. Như vậy thì các bạn cho cô biết biến phí đơn vị của cái công ty này nó trả cho em là bao nhiêu tiền ạ? À? Bạn nào biết mở mic lên trả lời giúp cô khỏi, để cô khỏi phải mời ạ. 600 cô ơi. Như vậy 400.000 đó là biến phí đơn vị hay tổng biến phí em? 400 là biến phí đơn vị. Không, vậy là không phải ha. Biến phí đơn vị của cô là 50.000 đồng cho một giờ. Tại vì cô hỏi là variable cost per hour ha. Một cái đơn vị thấp nhất mà người ta trả mà nó ổn định đó, đó là giờ chứ không phải ngày. Ngày nó đâu ổn định đâu. Nếu bạn nói 400.000, 200.000 à, thì cho nó không phải là biến phí đơn vị mà là tổng biến phí cho cái ngày đó. Được không ạ? À? Như vậy cô đo lường activity base hay là cost driver của cô là cái gì? Thì đó là cái biến phí đơn vị nó đi theo. À, ví dụ như à, cô à, thuê à, cô thuê cái lao động ở dưới quê á, à, gửi vải gì dưới quê cho người ta kết cườm mái áo dài á. Người ta kết cườm thì tùy vào mẫu mã. À, tôi sẽ tính tiền bằng mét vuông. Một mét vuông vải mà ta kết theo cái yêu cầu của cô là tôi trả cho 40.000. Thì tùy loại sản phẩm, chứ không phải sản phẩm nào phức tạp thế thưa thưa cũng 40.000 không có ha. Đó. Như vậy cô trả 40.000 một mét vuông. Chỉ có cái thợ giỏi đó, kết được một ngày là được 2 mét vuông. À, có người thì làm chậm chạp thì có 1 mét vuông. Có người chưa quen 3 ngày mới xong được mét vuông. Ừ. Như vậy thì cái biến phí đơn vị của cô là bao nhiêu? 40.000. Đúng rồi, biến phí đơn vị của cô là 40.000 đồng cho 1 mét vuông. Còn các bạn mà làm được 2 mét vuông thì sẽ nhận được 80.000. Thì đó là tổng biến phí đối với bạn đó mà cô sẽ thanh toán. Ừ. Vậy thì chúng ta thấy là gì? À, như vậy tổng biến phí ở góc độ công ty người ta không có tính theo ngày đâu, ta tính gom lại cả tháng luôn. Ví dụ như gom này cả tháng cô thống kê lại là cô sẽ trả cho cái xóm ở dưới quê cô là 350 mét vuông. Đó. Thì cô lấy 400, 40 ngàn
cô nhân cho 350 mét vuông, cô chuyển tiền rồi cô thanh toán. Đó. Vậy thì đó là total variable cost đối với cô. Đối với cô là cost, còn đối với người lao động là income. À, như vậy thì khi mà cái đây là cái chi phí cô bỏ ra thì nó là cost. Vậy đó là variable cost, total variable cost. Còn variable cost per unit hay là per square meter sẽ là 40.000 đồng. À, nhưng mà chúng ta hiểu được biến phí đơn vị và tổng biến phí chưa ạ? Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ cô sang cái fixed cost. Fixed cost thì cô có total fixed cost. Hôm qua chúng ta đã học về cái fixed cost mà total fixed cost, và bạn cũng đã cho ví dụ cô là gì? Tiền nhà trọ nè, tiền rác nè, đối với bạn tiền rác cũng là fixed cost, đúng chưa? Nếu mà ở góc độ là mình thì mình chi ra về tiền rác 20.000 tháng, như vậy là fixed cost, đúng chưa? Đúng ha, đó là fixed cost, là total fixed cost. Rồi tiền nhà trọ 3 triệu tháng, đó là total fixed cost. Mày trở lại cái ví dụ hồi nãy, 3 triệu một tháng mà một mình ở, thì cái total fixed cost với fixed cost per unit nó là 1. Tại vì sao? Chia cho 1, số nào chia cho 1 thì cũng bằng chính nó, chia cho 1 khỏi chia. Cho nên là 3 triệu đó là vừa là total fixed cost, vừa là fixed cost per person. Tuy nhiên rủ thêm 2 đứa bạn thân vô ở chung với mình, xe thì nhà, thì cái total fixed cost của cô bằng bao nhiêu và fixed cost per person của cô bằng bao nhiêu? Per student hoặc là per people, per person. Rồi, bạn nào trả lời cho cô ví dụ đó đi. Tiền nhà trọ ha, liên quan đến tiền nhà trọ 3 triệu một tháng. Vậy total fixed cost là bằng nhiêu? Fixed cost per person của cô là bằng bao nhiêu? Bạn nào biết mở mic mình trả lời cho nhanh nè. Cô hỏi cái đó là tổng tiền cho một người một tháng hả cô? Cô đang hỏi là total fixed cost bằng bao nhiêu tiền, và fixed cost per person, person là người á, chỗ person là người á, là bao nhiêu tiền. Giống như hồi nãy cô hỏi total variable cost với lại variable cost per unit vậy đó. Cô là total fixed cost là 3 triệu, còn person là 1 triệu một người. À đúng rồi ha, bạn mình đã hiểu được cái total fixed cost là fixed cost per person hay là fixed cost per unit. Thì cái tổng định phí một tháng đó, thì nó là 3 triệu đồng, không đổi ha. Còn cái định phí đơn vị lúc bấy giờ khi có rủ thêm 2 người bạn thì nó sẽ trở thành 1 triệu một người. Bây giờ cái bạn này bạn nói trời rủ lên 2 người bạn thì đỡ tốn, tuy nhiên 2 bạn này nhiều chuyện quá, tối ngày nói chuyện qua điện thoại không có thời ảnh hưởng đến giấc ngủ cũng như việc học của mình. Bạn xác định thôi ở một mình 2 bạn, dọn chỗ khác, nên vui lòng dọn chỗ khác đó. Thì như vậy thì cái lúc bây giờ cái fixed cost per person là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu các bạn? Ai dọn đi, con mình dọn đi hay là một người bạn nào đó dọn đi? Bạn kia dọn đi, ồn quá chịu không nổi, nên cho hai bạn kia dọn đi chỗ khác, mình vẫn ở lại. Ban đầu là mình là người thuê mà. Thì cái fixed cost per person bây giờ là bao nhiêu? Là quay về 3 triệu cho mình cô. Đúng rồi, quay về 3 triệu. Vậy cho chúng ta thấy được điều gì? Nếu như mà cái ít của mình á, là mức độ hoạt động của mình á, hay là cái the activity level của mình càng cao thì cái fixed cost per unit nó sẽ càng nhỏ, đúng không ạ? Tiền phòng là 3 triệu mà chia sẻ 3 đứa ở thì còn 1 triệu, mà giờ rủ thêm 2 đứa, 5 đứa ở thì nó sẽ là bằng 600.000.
Nhưng ngược lại ồn quá chịu không nổi, quay về ba đứa thì nó thành 1 triệu, quay về còn đứa ở thì nó sẽ thành 3 triệu. Thì chúng ta thấy là cái fixed cost per person hay là fixed cost per unit thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động. Chúng ta thấy nếu mức độ hoạt động của cô bằng 5 thì nó xuống còn 600 ngàn, nếu mức độ hoạt động của cô bằng 3 thì nó xuống còn 1 triệu đồng, còn nếu như mức độ hoạt động của cô bằng 1 thì nó sẽ lên đến 3 triệu đồng. Rồi, như vậy chúng ta đọc cái câu thì nhớ ở đây: Total fixed cost is not affected by change in the activity level within the relevant range. Vậy điều đó có nghĩa gì? Tổng định phí thì nó sẽ không ảnh hưởng bởi sự thay đổi của mức độ hoạt động trong phạm vi phù hợp. Nào, chúng ta lưu ý là trong phạm vi phù hợp nha. Phạm vi phù hợp mình tốn chấp nhận được mà mình sẽ không có tốn thêm. Tuy nhiên, but nè, fixed cost per unit decrease as the activity level rise and increase as the activity level falls. Thì cái câu ghi nhớ của cái trang, cái màn hình này chúng ta có thể học thuộc luôn. Vì sao? À, để lỡ khi mà làm bài ấy, làm bài mà yêu cầu giải thích thì chúng ta sẽ lấy cái này vô chúng ta giải thích. Đó, chúng ta giải thích. Thì chúng ta nhớ tiếng Việt, sau đó chúng ta translate là tiếng Anh dễ dàng. À, đó, mình cố gắng mình nhớ. Thì cái này là degree nè, fixed cost per unit là nó giảm nè. Khi S là khi mức độ hoạt động tăng. À, chúng ta không nhớ từ rise thì chúng ta sẽ ghi chữ increase mà. Fixed cost per unit degree as the activity level increase and increase as the activity level decrease. Được không ạ? À, chúng ta nhớ cái tiếng Việt, sau đó chúng ta dịch thì cái phần này chúng ta có thể vận dụng trong bài tập được. Nó hỏi vì sao, giải thích gì thì mình lôi mấy cái này ra mình nói. Đặc điểm của biến phí định phí thì mình nói. Vậy tóm lại, chúng ta chốt lại vấn đề nữa về biến phí. Biến phí thì gì? Chúng ta không nhìn màn hình, chúng ta thử nói rồi. Biến phí, tổng biến phí thì thế nào? Không nhìn màn hình chúng ta có thể nói tiếng Việt cô à. Tổng biến phí thì như thế nào các bạn? Tổng biến có thể thay đổi. Tổng biến phí sẽ tăng hoặc giảm khi mức độ hoạt động tăng hoặc giảm. Tăng hoặc giảm. Đó. Có thể nhớ tiếng Việt vậy đó. Tổng biến phí có thể tăng hoặc giảm khi mức độ hoạt động tăng hoặc giảm. Còn biến phí đơn vị thì, nhưng biến phí đơn vị thì sao? Biến phí đơn vị thì sao ạ? Biến phí đơn vị vẫn không thay đổi. Không đổi. Đó, đó là cái đặc điểm chúng ta nhớ. Rồi chúng ta sang định phí. Thì tổng định phí thì sao ạ? Định phí không thay đổi. Tổng định phí nó sẽ không thay đổi. Không bị ảnh hưởng đến mức độ hoạt động. Nhưng định phí đơn vị thì thế nào các bạn? Nhưng định phí đơn vị thì sao ạ? Phí đơn vị thì sao? Nếu mà nói định phí đơn vị sẽ thay đổi khi mức độ hoạt động thì không chưa rõ. Chúng ta sẽ nói thẳng luôn là định phí đơn vị sẽ giảm khi mức độ hoạt động tăng và ngược lại. Các bạn đồng ý không? Chứ mình nói thay đổi thì người ta tưởng tỷ lệ thuận là sao? Nào, hoặc là chúng ta nói định phí đơn vị nó sẽ thay đổi tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động. Đó, có nhiều cách nói với chúng ta. Đó. Để chúng ta nhớ như thế thì chúng ta làm bài nó mới tốt ha. Là chúng ta sẽ hiểu. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm quick check ha. Quick check, và chúng ta lưu ý cho cô là khi mà chúng ta làm quick check mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cái từ để hỏi WH thì mình đọc nguyên. Còn nếu mà công ty giới thiệu công ty gì tràn gian thì chúng ta sẽ tìm cái WH nó hỏi cái gì ha. Chúng ta nhìn cái câu hỏi. Và chúng ta sẽ chú ý gì? Trong bài này có nói là there may be more than one correct answer. Như vậy thì chúng ta sẽ khi câu nói như thế thì chúng ta sẽ hiểu cái này nó có thể nhiều hơn một câu trả lời. Một câu trả lời đúng. Rồi bắt đầu chúng ta làm.
Bây giờ chúng ta xem. Which of the following cost would be variable with respect to the number of calls at a Baskin and Robbins shop? Như vậy thì nó hỏi những cái chi phí nào sau đây là cái chi phí khả biến, là cái chi phí khả biến liên quan đến cái số lượng kem được bán ra tại cái shop này. Có thể là nhiều hơn hai câu trả lời được nhiều hơn một câu trả lời đúng. A. The cost of lighting the store. Hồi nãy bạn chọn là B và C hả bạn Nam? C, D. Rồi, the cost of lighting the store là cái chi phí thắp sáng cái cửa hàng. Chúng ta thấy là chi phí thắp sáng cửa hàng là biến phí hay định phí đúng không bạn? Biến phí. Ủa vậy bán ế là coi như tắt đèn, tắt mọi thứ ở trong đó tối thui luôn hả ta? Mình vẫn phải mở cửa đúng không à? Ví dụ như quán kem của mình mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm thì mình vẫn phải mở, nó không thể là biến phí được em. Nó vẫn là định phí ha, nó vẫn là định phí. Chúng ta không thể là gì? Chúng ta không thể là ế quá, không có ai thôi tắt hết đèn quạt máy lạnh cái tới chừng có khách vô mở vô nóng hổi cái người ta bước vô nóng thường thường người ta đi ra luôn là chết. Cho nên là câu A các bạn tưởng là biến phí nhưng không phải ha, chúng ta không tiết kiệm kiểu đó. Tại vì sao? Không bán là không tốn mới là biến phí, chúng ta lưu ý đúng không ạ? Không bán được mà không bán được cái cây que nào không kem nào mà chúng ta không có tốn thì mới là biến phí. Còn không bán được rồi vẫn tốn. Bây giờ mình thấy bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều cửa hàng mở cửa nhưng mà ế ẩm thì vẫn phải tốn chứ. Câu B. The salary of the store manager. Biến phí hay định phí các bạn? Câu B là biến phí hay định phí nè. The salary nó là định phí. Và đây là cái chi phí mà chúng ta sẽ quả trả cho cái quản lý của cái cửa hàng, mà người ta nói rõ là salary luôn. Salary là lương cố định ha, còn chữ wage đó là lương khả biến. Giống như là hôm qua cô hỏi các bạn chứ các bạn thích là salary hay là bạn thích wage ha. Các bạn thích wage, các bạn thích salary, các bạn thích vừa thích salary vừa thích wage. Vậy từ salary là lương cố định thì chúng ta biết là lương của cái nhân viên quản lý cửa hàng này thì chúng ta không thể cắt giảm được ha. Chúng ta không thể cắt giảm, chúng ta không thể trả cho biến phí mà chúng ta phải trả định phí thì ta mới làm. Còn trả biến phí thì ta nghĩ cái góc độ bất bên người ta sẽ không làm. Ở những cái vị trí chủ chốt thì chúng ta thấy phần lớn là sẽ trả lương định phí, định phí kèm biến phí hoặc là định phí không. Rồi C. The cost of ice cream. The cost of ice cream. Vậy là biến phí hay định phí các bạn? Biến phí. Bây giờ chúng ta bán kem. Chúng ta bán kem thì bây giờ ế thì sao? Ế thì có tốn kem không? Ví dụ bữa nay ế quá không ai mua, cho nên ngày hôm nay mở cửa không ai mua chứ. Thì có tốn kem không ạ? Không, chừng nào bạn ăn lén mới tốn kem thôi. Nhân viên ăn lén mới tốn kem. Cho nên là không bán được hôm nay thì mai bán. Đó, nó sẽ bảo quản trong tủ đông, tủ lạnh bình thường. Cho nên là mặc dù là nó có đát nhưng mà không đến nỗi là đát trong ngày. Đó, cho nên là nó sẽ giữ lại. Đó là chi phí của kem nó sẽ là biến phí. Bán nhiều tốn nhiều, bán ít tốn ít, bằng không có bán được thì không tốn, nên nó nằm trong đó, nó là chi phí kèm. D. Cho nên là bạn mình chọn C là đúng rồi. Giờ chúng ta xem tiếp câu D cho đúng không. The cost of napkin. The cost of napkin for customers. Vậy đó là cái chi phí cái khăn ăn, chi phí của cái khăn cho khách hàng. Thì theo chúng ta là biến phí là hay định phí? Biến phí. Vậy cái khăn này thì chất liệu bằng gì các bạn? Bằng vải hay là bằng giấy?
theo chúng ta bằng vải hay là bằng giấy hoặc là vải không dệt. Vậy thì nó là cái khăn, chúng ta sẽ nghĩ là chi phí mà ăn kem, cái khăn đó là khăn sử dụng một lần. À, khăn sử dụng một lần có thể bằng vải không dệt, có thể là giấy. À, như vậy thì khi chúng ta bán cái kem cho khách hàng thì chúng ta phát cái giấy. À, ở Việt Nam mình thì nhiều khi cái chỗ bán kem nó không có cái thói quen là nó phát cái khăn cho mình. À, nhưng chúng ta mua kem mà kem Thổ Nhĩ Kỳ á. Có bạn nào vào nhà văn hóa thanh niên mà đi ăn kem Thổ Nhĩ Kỳ lần nào chưa? À, thì trong cái nhà văn hóa thanh niên có kem Thổ Nhĩ Kỳ thì cái người bán kem này là một cái người nước ngoài là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì khi họ bán kem thì cũng có một cái hài cho trẻ em là họ sẽ để vào trong cái gậy mà họ đưa cho trẻ em, cho trẻ em chụp. Nhưng mà chụp thì họ cho mấy lần chụp hụt rồi mà họ mới đưa cho mình cái kem. Và đồng thời cái kem đó họ đưa cho mình cái khăn giấy luôn. À, họ đưa cho mình cái khăn giấy để mình quấn cái kem ngoài mình ăn và sau đó mình lấy đó mình lau. Đó là cái văn hóa của nước ngoài. Còn cái văn hóa của Việt Nam mà hồi bé cô ăn kem ở quê thì chẳng bao giờ có cái khăn đâu, mà nó không chẳng bao giờ phát cho chúng ta cái napkin này. À, cho nên là đối với người nước ngoài thì bán một cây kem thì họ sẽ phát một cái khăn đó. Cho nên cái chi phí này nó đi theo cái khăn mà đi theo cái kem mà chúng ta bán. Vì vậy đi nó vẫn là miễn phí. Vậy bạn mình chọn đáp án C và D là đúng ha, đáp án đúng. Đó. Dạ cô ơi. Ơi. Hôm nay nhà em có việc, cô cho em nghỉ sớm một hôm nha cô. Rồi. Dạ. Em cảm ơn cô. Rồi, như vậy thì chịu khó đọc slide nha em. Bạn nghỉ trước một tiếng, bạn chịu khó đọc slide để hiểu bài á. Dạ, dạ. Ok. Rồi, bây giờ cô sang cái phần mixed cost. Nè, mixed cost là chi phí hỗn hợp. Nè, mixed cost là chi phí hỗn hợp. Vậy hỗn hợp có nghĩa là chúng ta sẽ trộn. À, chúng ta sẽ trộn cái này và cái kia. À, nó có cái sự pha trộn giữa biến phí và định phí. Trong tình huống này thì chúng ta thấy biến phí là bao nhiêu đây, định phí là bao nhiêu đây. Đó là chi phí hỗn hợp. Vậy tại sao gọi nó là hỗn hợp? Khi chúng ta tách nó không được thì chúng ta xếp vào cái đám hỗn hợp. Đó. Ví dụ như cô Tắm mà bị mấy cái hạt đậu hai màu trộn lại đó, thì chúng ta thấy là nhặt ra hai cái màu đó riêng thì lúc đó là thành hai cái sản phẩm rồi. Còn lúc mà nó nằm trong cái hỗn độn đó thì nó là hỗn hợp. Nên nếu chúng ta chưa tách được thì chúng ta gọi nó là hỗn hợp. Chúng ta nhìn vào chúng ta biết là tách được thì chúng ta tách hẳn. Nè, ta tách hẳn là biến phí và định phí. Tại vì cái anh hỗn hợp thì chúng ta phải dùng phương pháp để chúng ta tách. Nè, chúng ta phải dùng phương pháp để chúng ta tách. Còn chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ. Thì trong bài này công ty này tốn 10 triệu. Thì trong đó là 3 triệu thì biến phí, 7 triệu thì định phí. Thì mình tách luôn chứ mình gọi hỗn hợp làm gì, đúng không ạ? À, nhưng mà có những cái chi phí mà chúng ta phải chạy phương trình để chúng ta tách. À, ví dụ như cái chi phí về utility cost. Nó là những cái chi phí về cái tiện ích trong công ty. Nó có nhiều thứ. Ví dụ nói là tiền điện. Tiền điện mà biến phí hay định phí hả? Thì sẽ không trả lời. Tiền điện của bà chủ nhà trọ thu mình thì mình góc độ đối với mình bỏ ra mình thấy nó là biến phí, tại vì bà ấn định là 3.500 một kWh. Nhưng mà tiền điện công ty điện lực nó thu đâu phải 3.500 một kWh nhân lên đâu. Chúng ta thì chúng ta cũng đâu có biết được cái tiền điện tháng này đóng nhiêu đâu. Đó. Tại vì chúng ta biết số kW nhưng mà chúng ta sẽ tính không đúng. À, chúng ta không nắm được quy tắc, chúng ta sẽ tính không đúng. Cho nên những cái đó mà nó không có theo quy tắc của biến phí, nó không theo quy tắc của định phí thì nó sẽ là hỗn hợp. Và một lần chúng ta sẽ phải chạy cái bằng cái chương trình khác, bằng cái phương pháp để chúng ta tách. Đó. Cho nên cái phần mà chi phí hỗn hợp như thế này nó sẽ biểu diễn. Nó biểu diễn cái đường màu đỏ. Cái đường màu đỏ này. À, đường màu đỏ này nó sẽ là định phí. Rồi.
Còn cái đường ở trên đây, đó, cái đường trên đây nó sẽ là biến phí. Đó, hai anh này cộng lại biến phí cộng định phí nó sẽ ra hỗn hợp. À, nó sẽ ra hỗn hợp. Vậy thì người ta sẽ đo. À, vậy thì chúng ta thấy là cái đường này nó đi tới đây. Để chúng ta muốn biết nó bao nhiêu là chúng ta chiếu vô cái cột tổng chi phí. À, cái chi phí tiền ích như thế này. À, chúng ta chiếu vào. À, chúng ta chiếu vào. À, chúng ta sẽ nhìn luôn. À, rồi, cái tổng định phí thì nó là cái khoản này. Nghĩa là khoảng này thì chúng ta cũng sẽ chiếu vào. Vậy chi phí hỗn hợp là cái móc ở trên này cộng với móc ở dưới à, hay là chính là chúng ta bằng cái đoạn thẳng đây. Chúng ta chiếu đường cao nhất chúng ta qua đây. Đó. Vậy thì số tiền chỗ này là bao nhiêu ta quyết định đó là tổng chi phí hỗn hợp. Đây hồi nãy cô nói là 10 triệu à, 3 triệu là biến phí và 7 triệu là định phí. Đó. Thì ở đây, ở đây là 7 triệu, còn cái phần trên nó sẽ là 3 triệu. Đó, ví dụ như vậy. Này, phương trình. Phương trình thì y bằng a cộng bx hoặc là y bằng ax cộng b đều được. Các cái a cái b là tùy các bạn, các bạn chọn nào cũng được. Tuy nhiên thì nếu chúng ta quen á, giống như cô quen về toán học á thì cô chỉ thích là ax chứ không thích bx. Nhưng mà giáo trình nó là bx thì mình phải theo là bx thôi. Đó thì ab không quan trọng nha, chúng ta đặt, chúng ta gọi y bằng cái gì, bằng ax cộng b thì mình sẽ nốt theo ax cộng b. Còn nếu mình y bằng a cộng bx thì mình sẽ nốt theo y bằng a cộng bx. Bây giờ y à, trong đó thì cái cô nói lại là cái phương trình à, phương trình mà ban đầu mà cô vẽ một cái đường thẳng quay góc tọa độ, cô hỏi lớp cái phương trình đó y bằng gì đó à, thì các bạn trả lời y bằng ax cộng b là cô phản đối đó. Cô nói cái đó nếu mà y bằng ax cộng b thì không thể nào đi qua góc tọa độ được à, bạn mình nhớ nhầm nên nó sẽ là y bằng bx thôi à, như vậy phương trình biến phí ban đầu được thể hiện là y bằng bx. Phương trình định phí thể hiện cho cái đường nằm ngang thì đó là y bằng a. Vậy phương trình chi phí hỗn hợp là cộng lại hai món này, một cái y bằng a, một cái y bằng bx, thì phương trình chi phí hỗn hợp của cô sẽ là y bằng a bx. Hay là toán học phổ thông của mình thì là ax cộng b. Rồi trong đó where có nghĩa là trong đó, y là the total mix cost, đó là tổng chi phí hỗn hợp. À, A là the total fixed cost à, đây là một cái hằng số đây à, the total fixed cost là tổng định phí. B, the variable cost per unit à, the variable cost per unit đó là biến phí đơn vị này à, còn X là the level of activity hoặc là chúng ta ghi là gì, the activity level đều có nghĩa giống nhau ha, thì có nghĩa là mức độ hoạt động đó. Là phương trình chi phí hỗn hợp nó là như vậy. Để chúng ta sẽ nhớ ha, chúng ta sẽ nhớ thì trong chương này chúng ta làm bài chúng ta có cái phương pháp Hiller để chúng ta xác định AB và chúng ta viết được phương trình. Vì thế cái phương trình này cũng như là cái check note này chúng ta phải nhớ nó là cái gì mình mới làm bài đúng được. Rồi, các bạn đọc à, do là cái hiệu ứng của nó chạy ra luôn à, cho nên là cô giấu nó không được, nó không giống cái PowerPoint bình thường
Nên là các bạn đọc cái phần nâu đi, các bạn đọc phần nâu và bạn viết cái phương trình và bạn tìm cho cô cái yêu cầu của bài. Nó hỏi cái chi phí tổng hợp là bao nhiêu, chúng ta phải tính, chúng ta không nhìn bài giải của cô. Và chúng ta tính xong thì chúng ta đọc kết quả. Này chúng ta thấy là gì? Nó định phí là cái chi phí về tiện ích thì được trả một tháng là 40 đô hả? Là cái biến phí biến phí đơn vị là 0.03 một kWh hả? Đấy, 0.03 kWh và cái mức độ hoạt động hàng tháng là 2.000 kWh. Vậy hỏi cái chi phí tiện ích là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là định phí là 40 đô thì có nghĩa là A sẽ bằng 40 đô. Còn bây giờ cái mức độ hoạt động của chúng ta là 2.000, hai địa activity level là 2.000, còn variable cost với những này của chúng ta là 0.03. Chúng ta thấy là variable cost 0 thì chúng ta không chắc nó là biến phí đơn vị, mà chúng ta thấy là per kilowatt hour là chúng ta biết nó là biến phí đơn vị rồi đó. Cái chữ per là cho một cái gì đó. Vậy thì 0.03 nhân 2.000 cộng với 40 đô y chúng ta sẽ đạt 100 đô. Vậy tổng chi phí hỗn hợp của ví dụ này là 100 đô. Cô sang cái mục tiêu tiếp theo là mục tiêu số 4. Cô nhắc luôn nha, cô đã gửi bài cho chúng ta hết rồi, bài tập cho chúng ta rồi. Đó. Thì ngày mai, cô coi lên hiện nay mình đã xem.
ngày mai là chúng ta sẽ học tiếp cho nó hết và chúng ta sẽ sửa bài tập đó. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị tối nay chúng ta làm, chúng ta làm ít bài tập đi. Để mỗi một chương á, mỗi một chương như vậy trừ cái chương một ra, mỗi cái chương như vậy thì bốn chương đó là học khoảng hai mấy tiếng thôi, mình quân khoảng cố gắng là sáu tiếng, nè sáu tiếng chúng ta phải kết thúc một chương để chúng ta có thời gian cho sửa lại, chúng ta kéo ra chín tiếng thì đủ. Rồi như vậy thì cô sẽ đi sang cái mục tiêu tiếp theo là cô sẽ hướng dẫn chúng ta phân tích cái chi phí hỗn hợp ra thành biến phí và định phí bằng cách là sử dụng cái phương pháp thứ nhất là scatter graph, thứ hai là phương pháp Hiler. Phương pháp scatter graph là chúng ta sẽ vẽ đồ thị, thì khi chúng ta làm kiểm tra thì chúng ta sẽ không làm scatter graph. Scatter graph thì mấy cái này các bạn cũng có thể biết rồi, bạn học ở những cái môn học khác, vẽ đồ thị phân tán đó, là chúng ta sẽ biểu diễn lên, chúng ta chọn cái tên đồ thị đó và chúng ta sẽ nhập hai dòng dữ liệu, hai cái cột dữ liệu là cột D và cột F, là cột tháng, nó ba cột như thế này, thì nó chúng ta nhập hết dữ liệu rồi chúng ta nhấp một cái là nó ra đồ thị, thì cái việc này chúng ta sẽ tự vẽ. Mà chúng ta lấy máy tính chúng ta vẽ thêm nhé. Cô thì cô sẽ hướng dẫn phương pháp Hiler. Cô hướng dẫn phương pháp Hiler với cái số dữ liệu này thì cô sẽ sử dụng phương pháp Hiler như thế này. Nào, cô sẽ chọn cái height với lại the load. Vậy cô sẽ chọn cái mức cao nhất, mức độ hoạt động cao nhất. Dữ liệu nó cho bao nhiêu dòng kệ nó. Cô ra từ trên xuống cô lấy hai dòng dữ liệu thôi. Là dòng cao nhất và cái dòng thấp nhất. Thì các bạn cho cô biết là với cái bảng dữ liệu này thì cái mức mà cao nhất là dòng tháng mấy các bạn? Các bạn trả lời cho cô là mức tháng nào và tháng nào, chọn ra cho cô hai dòng. Tháng cao nhất là tháng nào các bạn? Cái ví dụ là tháng 6 rồi. Tháng 6 cao nhất. Tháng 6 cao nhất. Tháng 5 có cao nhất không nè? Không. Tháng 5 775 giờ. Ngày thấp nhất. Rồi như vậy là tháng nào thấp nhất? Tháng 2. February. February là tháng 2, thấp nhất là 450 giờ và chi phí tương ứng của nó có 7.400 thôi. Vậy phương pháp Hiler, Hiler method là phương pháp Hiler thì cô sẽ chọn là tháng thấp nhất và tháng cao nhất để cô tính. Và chúng ta sẽ, cái này scatter graph nè, scatter graph còn cái Hiler nè. Hiler cô sẽ chọn là chọn tháng cao nhất và tháng thấp nhất. Như vậy cái tháng cao nhất đây. Đó. Và cái tháng thấp nhất là dưới này. Hai cái tôi xác định gen là ở đây thì mình dịch là chênh lệch đó. Chứ mình đừng dịch thay đổi là mình không biết luôn. Mình dịch là giống như variance. Chúng ta sẽ dịch chênh lệch. Như vậy tháng cao nhất, tháng thấp nhất này là mức chi phí bảo trì của tháng cao nhất và tháng thấp nhất cô cũng xác định chênh lệch. Cô trừ nhau, cô lấy mức 2 cô trừ mức lâu. Như vậy chênh lệch chi phí của cô là 2.400 đô. Rồi trên lệch về giờ, trên lệch mức độ hoạt động của cô là 400 giờ. Đó. Vậy cô lấy trên lệch chi phí là 2.400 đô chia cho trên lệch mức độ hoạt động là 400 giờ thì cô sẽ bằng như thế này. Thì chúng ta có thể ghi cái công thức là gì? Y2 trừ y low chia cho x2 trừ x low thì chúng ta sẽ xác định được B. Y bằng A cộng BX thì B sẽ bằng Y2 trừ YL.
chia cho x, tất cả chia cho x2 trừ xl. Được chưa ạ? Thì mình sẽ bằng 2400. Tức là 9800 trừ 7400, tất cả chia cho 850 trừ 450. Tôi sẽ bằng 6 đô trên 1 giờ. 76 đô 1 giờ là kết quả đó của biến gì các bạn? Của hệ số B nè, của B. Vậy B đó là gì? Variable cost per hour. Variable cost per hour đó là biến phí đơn vị ha. B là biến phí đơn vị. Rồi, sau khi cô có được biến phí đơn vị rồi, cô sẽ tìm cái total fixed cost. Thì cô sẽ dựa vào phương trình Y bằng A cộng B. Như vậy cô sẽ chuyển vế chứ cô tìm A được không? Đúng không ạ? Y bằng A cộng BX, như vậy A sẽ bằng gì? Có phải là A sẽ bằng Y trừ BX trừ BX mà. A sẽ bằng Y trừ BX. Như vậy Y đó là total cost, total cost. Còn BX đó là total variable cost. Và cô ra được fixed cost. Total fixed cost. Total fixed cost sẽ bằng 4700. 4700. Như vậy thì cô sẽ ra được cái phương trình tổng quát là Y bằng 4700 cộng với 6X. Đơn vị tính cho Y là dollar. Vậy thì Y bằng 4700 cộng với 6X nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là cô sẽ sử dụng nó để cô dự báo cái chi phí trong tương lai. Cô ví dụ như trong tháng 7, hồi nãy dữ liệu cô cho chúng ta là 6 tháng đúng không ạ? Như vậy thì đến là tháng 6 thôi. June là tháng 6, bây giờ cô hỏi chứ tháng 7. Vậy tháng 7 nếu như mức độ hoạt động của cô là 810 giờ thì các bạn sẽ tính cho cô cái chi phí hỗn hợp dự kiến nó phát sinh sẽ là bao nhiêu. 810 giờ. Các bạn mới tính và trả lời liền cô ạ. Còn bao nhiêu các bạn? Sáu phẩy sáu hả? Chúng ta đọc con số đầy đủ à. Chúng ta lưu ý là gì? Trong khi mà mình học chương trình tiếng Anh như thế này thì dấu chấm của mình sẽ là dấu phẩy ở đây đó. Dấu phẩy ở đây là phân cách ngang và dấu chấm là lẻ đó. Tám trăm mười giờ. Bằng bao nhiêu? Các bạn khác lên tiếng giùm cô ạ. Bao nhiêu? Các bạn khác đâu rồi? Cô ơi, cô có thể giảng lại cho em một lần nữa không cô? Giờ bạn nào tính xong cái ví dụ này nói với cô đi rồi xong cô giảng. Bảo Uyên. Em tìm y mới, y của tháng 7 là bao nhiêu Bảo Uyên? Dạ em đang tính cô ơi. Trời ơi. Cái phương trình sờ sờ mà đã tính lâu thế. Bạn nào tính xong đọc kết quả cho cô.
lớp này học là chúng ta phải trang bị máy tính cái bên máy tính tay hoặc là điện thoại, ví dụ mình đăng nhập bằng laptop thì mình sẽ tính trên điện thoại cũng được, hoặc là mình có máy tính con thì mình bấm thì tốt nhất. Chứ không phải là cầm điện thoại cái rồi ghim tai nghe rồi nằm võng lắc lắc rồi nghe thư giãn này xong rồi tính thì ai tính còn mình không tính là học cũng hôm nay nó không có đạt đâu nha. Môn cô là đòi hỏi phải tính nhiều. Bằng bao nhiêu nào? Nhưng lại cả lớp không ai tính được cái ví dụ này ta. Không. Sao 15 đô được? Em nhìn nè. Tổng định phí của công ty tới 4.700 đô rồi. Biến phí đơn vị là 6 đô. Bây giờ cô hỏi mức độ hoạt động của tháng 7 ha, là 810 thì chúng ta thế ít vào 810. Sao 15 đô được? 9.500 mấy đó. 9.560 cô. Ừ. 9.446 cô. Sao mà nhân con số đó mà nhân 7 vậy ta? 490 hả cô? Chúng ta thế cho cô nè. 9560. 6 nè. 6 nhân cho 810, nếu mình xài máy tính bình thường mình bấm bằng cái rồi mình cộng 4.700, 9.560 đô. Đúng rồi cô. Ừ, có cái công thức mà chúng ta nhập số vô là hai kết quả nó là không có được đâu á. À, chúng ta cẩn thận, chúng ta tính bằng máy tính thì nó dễ hơn. Còn điện thoại nhiều khi nó nhầm cái gì đó. Rồi, bây giờ bạn mình hỏi là bạn yêu cầu là cô giảng lại. Phương pháp hai lâu nè. Phương pháp hai lâu bây giờ cô phương pháp hay là cô thêm này để cho cô ghi chú cho chúng ta cái công thức nè. Thank you.
À, chúng ta thấy cái công thức của cô mà. Ừ, như vậy thì cô sẽ ghi bằng chữ ký hiệu nè. Y bằng A cộng BX là phương trình chi phí hỗn hợp. Vậy cô tìm B. Cô tìm B thì cô sẽ bằng trên là chi phí, tức là Y mới gọi là chi phí, bằng Y2 trừ YL. Tất cả chia cho X2 trừ YL. Đó, nhớ là cái trên lệnh là phải lấy lớn trừ nhỏ. Rồi, vậy cô tìm A. A này A nhỏ nha, cô mới vừa thoát ra nó thành A lớn luôn rồi. À, A nhỏ. Thì cái A nhỏ này thì cô sẽ bằng gì? Nếu như 2 là 2 hết. Các bạn thấy nè, nếu mà cô lấy Y2, tại vì cô có thể lấy mức 2, Y2 thì cô trừ cho BX2. Còn ngược lại cô chọn Y lâu thì cô sẽ trừ cho BX lâu. À, chúng ta nhớ ngay trong ngoặc thì tương ứng với trong ngoặc và ngoài tương ứng với ngoài, chứ chúng ta làm như trên lệch thì cái hai cái lâu là nó sẽ tầm bậy đó. Vậy thì chúng ta có thể ghi cái công thức này để chúng ta nhớ ha. À, y 2 trừ y lâu chia cho x 2 trừ x lâu là ra được cái biến phí đơn vị, là tìm tổng định phí thì chúng ta sẽ là dựa một cái mức nào đó. Cô thì cô thích mức lâu à, tại vì mức lâu cái cô thế vào cô đi tìm A đó. À, cô thế mà cô tìm A nhỏ đó à. Thì này là A nhỏ ha. Cô nghe hay nghe nè, chị đi làm mà phải không, chị đi ra qua lấy khoai nè, giải cứu khoai lang nè, con sầu riêng, con sầu riêng. À, vậy ở đây là A nhỏ ha. Ở đây là A nhỏ. A nhỏ thì chúng ta sẽ trong cái phương trình đó. Như vậy mức 2 trừ cho BX2 thì cái việc này chúng ta đơn giản là gì? Tức là chuyển vế từ cái phương trình mà chúng ta sẽ chuyển vế từ cái phương trình mà ra thôi. Là chúng ta sẽ chuyển vế từ cái phương trình này ra thôi ha. Cái phương trình mà vô phanh vô vùng nè anh ơi. Nghe thấy con đi. Đó. Chúng ta sẽ chuyển vế từ cái phương trình đó mà ra đó. Cho nên là chúng ta sẽ chúng ta sẽ chuyển vế để chúng ta tìm. Cái này là một bạn là nãy nhờ cô giảng lại đó, để chúng ta nắm cái này là y là mình đã viết chữ A làm sao mà cô viết A này. Cô viết cho đâu phải mình viết A nhỏ. A nhỏ thế này. A nhỏ mà tại vì cô đã thoát ra cái bắt đầu nó lên thành A lớn. Chứ nó là A nhỏ ha. Chưa. Rồi chúng ta nắm được cái gì này chưa? Ừ. Ừ. Anh có trang chưa? Chưa nè Nhung Nhã. Để tôi xóa cái phần chữ A. Để có thân ra khỏi nghe nó đi nên nó coi thôi. Chứ đây ta nghe chia đầu lỗ tai. Đó. Hồi nãy con được chụp được cái thanh lòng luôn.
Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm cho cô cái quick check ha. Chúng ta ứng dụng mà chúng ta làm cho cô cái quick check. Cứ vỡ nên cho anh đánh đi chơi. Đợi xíu cho máy cô nó đứng hình. Anh chủ quan quá, anh chưa chơi ra trời. Úi giời, nó lại ra kết quả. Rồi, các bạn tính giùm cô. Các bạn tính giùm cô. Cái ví dụ này, nè, chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước, nghe con. Chúng ta đọc câu hỏi trước, nè, chúng ta đọc câu hỏi trước rồi chúng ta khép lại giùm em đi, ồn kia ồn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm cho cô ha. Using, chúng ta sẽ đọc câu yêu cầu trước ha. Chúng ta sẽ nhìn cái câu yêu cầu trước. Using the Hiller method, what is the variable position of sales salary and commission? Người ta hỏi chúng ta là gì? Là cái chi phí xả biến. Thì salary ha, nhà salary and commission thì chúng ta sẽ biết cái gì, commission đó là cái chi phí khả biến nha, rồi salary là cái định phí. Vậy cái sale salary and commission tức là cái chi phí của nhân viên bán hàng á, thì cô vừa trả biến phí và vừa trả định phí, tổng cộng nó là 10.000 đô. Và khi cái sản phẩm 80.000 sản phẩm được bán ra và 14.000 đô đó, như vậy ha, nếu mà cái tiền lương chúng ta thấy là lương của nhân viên bán hàng, lương của nhân viên bán hàng và cả cái phần hoa hồng, tiền lương và tiền hoa hồng của nhân viên bán hàng là 10.000 đô khi mà bán được 80.000 sản phẩm, và 14.000 đô là khi bán được 120.000 sản phẩm. Vậy thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta kiểm chứng là cái này là biến phí hay định phí, là chúng ta bấm máy tính chúng ta biết liền, tức là chúng ta sẽ bấm thử nè. Nhiều bạn chưa hiểu á, bạn lấy 10.000 đô bạn chia cho 80.000 và bạn lấy 14.000 đô chia cho 120.000 xem hai kết quả đó nó có bằng nhau không. Nếu nó bằng nhau thì nó là biến phí.
Còn nếu nó không bằng thì nó sẽ là hỗn hợp. Rồi, các bạn tìm cô ạ. Không bằng nhau cô ơi. À, như vậy nó không bằng. Chứ không bằng thì có nghĩa là gì? Trong cái tiền lương này nè, nhân viên bán hàng được hưởng 10.000 đô nếu bán được 80.000 và 14.000 đô bán được 120.000, cho chúng ta biết là sẽ có một cái lương căn bản salary, cái lương basic của nhân viên bán hàng và đồng thời cái tiền hoa hồng. Đó. Bây giờ chúng ta thấy nó là dạng Y bằng A cộng B. Vậy các bạn sẽ có hai mức, đúng không ạ? Mức 2 sẽ là 120.000 sản phẩm, mức lên sẽ là 80.000 sản phẩm. Vậy các bạn bấm, bạn dùng cái phương trình mà nãy cô mới chiếu slide, bấm liền cho cô xem cái B của nó là bao nhiêu. À, tìm B giùm cô. Đúng hết rồi chứ. Mà B bằng 10 phải không cô? Là như vậy chúng ta chọn đáp án nào ạ? B hả? Rồi đó, B đúng. Rồi chúng ta tiếp. Rồi các bạn sẽ tìm tiếp cho cô. Dạ. Dạ. Chú không? Tiền yêu thì cho nè. Cấp mật hai con lên để tiếng không vợ coi chừng nghe. Sợ dữ gì hả? Ai không mày thôi. Hả? Ai không mày thôi. Hãy tắt tiếng đi, chừng hãy tắt tiếng. Câu C phải không cô? Sao? Trời. À, như vậy chúng ta chọn đáp án nào các bạn? Đáp án A. Đúng chưa? Chúng ta làm đúng chưa? Chúng ta làm đúng chưa nào? Để trang phá hiểm sinh rồi. Nãy là bài khác mà cô. Rồi vậy chắc chụp cũng chạy được, cô bị gián đoạn. Hồi nãy là chúng ta làm được cái phần này rồi. Rồi đây. Bài này nó hỏi fixed cost nè, fixed cost chúng ta tính là bao nhiêu? À,
giống như bài trước. Thì cái dữ liệu nó y chang à, nhưng mà nó hỏi cái khác. A, B, C, D. A, B, C, D. Chưa tính hả? Hồi nãy mình đã tìm được B rồi đó. Mình tìm được B rồi mình thế vô. Chúng ta có thể thuế vào mức 2 hoặc là chúng ta thuế vào mức lớn. A, B, C, D. Cô ai cô? Cô ai. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta tính được 0.1 nè. B, variable cost per unit của chúng ta là 0.1. Thì chúng ta trong bài này là nó thế vào mức 2. Mức 2 hay mức lâu gì chúng ta tính là cùng kết quả, mà chúng ta tính khác kết quả là chúng ta sai. Vậy 0.1 nhân 120.000 chúng ta lấy 14.000 trừ cho cái kết quả này thì bằng 2.000. Hoặc là nếu cô thế vào mức lâu, cô thích vào mức lâu thì con số nó nhỏ, cô lấy 0.1 nhân 80.000 thì cô bằng 8.000. 10.000 trừ 8.000 cũng bằng 2.000. Được chưa ạ? Rồi, bạn Nguyễn Thị Nhung hỏi là ra 2.000 đúng không? Đúng em nha. Đó, thì chúng ta thấy vậy. Rồi, chúng ta giải phương trình bậc nhất bình thường thôi. Cô sang cái least square regression nha. Least square thì tính nó hơi cực nha. Least square đây. Square thì rất xinh nhưng mà cô chỉ giới thiệu thôi. Thì sigma sigma của x y tức là cô gọi là tổng tổng x y bằng a b tổng x bình. Để cô ghi cho vô cái tờ giấy, để cô đánh cái sigma thì chỗ này tự cái dấu đó nằm ở đâu. Thank you.
Thôi. Rồi, cô sẽ đóng cửa lại giùm em. Rồi, cô sẽ gửi cho chúng ta cái hệ phương trình ha. The least square regression method và cô chúng ta giải cái hệ phương trình như thế này. Rồi, cái dấu sigma của cô đó. Rồi, chúng ta mở Zalo chúng ta đọc cái phân tích nha. Tại vì cô ngại là đánh vô đây cô không đánh được cái dấu sigma. Nó tự vô Zoom này không biết nó nằm đâu. Cho nên là thôi. Cung cấp cái phân tích như vậy. Thì cái này chúng ta tham khảo thôi. À, chúng ta về chúng ta rảnh thì chúng ta giải thử. Ở câu rảnh thì cô cũng không bắt chúng ta phải giải được cái hệ này đâu. Cái phương pháp bình phương mới nhất là phần lớn mà cho sinh viên làm. Hệ chúng ta làm thì chúng ta tính sai hết nè. Phương pháp hai lần thôi. Để dạy 5:30. Nó bác em phải nghiên cứu YouTube cho đẹp trai lắm chị. Rồi, chúng ta sang cái mục tiêu tiếp theo là chúng ta sẽ lập cái báo cáo. Rồi, lập cái báo cáo thu nhập cho doanh nghiệp thương mại. Bằng cách là sử dụng phương pháp truyền thống như là phương pháp số dư. Phí. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vô cái bảng này nè. Chúng ta nhìn vô cái bảng này, chúng ta nhìn cái hai cái bảng báo cáo. Báo cáo cô gồm 5 chỉ tiêu, học thuộc lòng cái bảng báo cáo gồm 5 chỉ tiêu này nha cô. Em biết đến chương 5 chúng ta sẽ gặp lại đó. Thì cái bảng báo cáo thứ nhất là traditional format, là cái dạng truyền thống. Traditional format là dạng truyền thống. Thì cái báo cáo thu nhập dạng truyền thống thì nó giống kế toán tài chính hơn. Nó bằng doanh thu nè, tổng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, nó ra lợi nhuận gộp nè. Lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Admin là viết tắt của administrative nè, administrative. Rồi cô sẽ ra được net operating income, đó là cái lợi nhuận ròng á. Đó. Tức là nhuận này là nhuận trước thuế ha. Trong bài thì nó bỏ qua cái yếu tố là chi phí thuế. Đó là báo cáo dạng truyền thống, đó là traditional income statement ha. Vậy cái bên tay trái là traditional income statement là bản báo cáo thu nhập dạng truyền thống. Rồi, cái bảng thứ hai, cái bảng thứ hai của cô là cái dạng báo cáo dạng đảm phí ha. Contribution là báo cáo thu nhập dạng đảm phí, đó là contribution for my income statement.
là cái báo cáo thu nhập dạng lãm phí. Báo cáo thu nhập dạng lãm phí đây là cái báo cáo mới của kế toán quản trị nè, chỉ dành cho môn học kế toán quản trị thôi. Còn kế toán tài chính quốc tế thì nó sẽ giống cái bảng như thế này. Nó sẽ bằng tổng doanh thu, nó trừ cho tổng chi phí khảo biến nè. Variable expenses không nói gì hết thì chúng ta sẽ hiểu là tổng chi phí khảo biến. Chúng ta sẽ hiểu đó là total variable expenses. Rồi, sales, tôi trừ cho variable expenses, tôi sẽ bằng contribution margin. À, đây là tổng doanh thu trừ cho tổng số dư động phí, tổng chi phí khảo biến. Xin lỗi, tổng chi phí khảo biến, tôi sẽ bằng tổng số dư động phí. Vậy contribution margin, tôi dịch là tổng số dư động phí. Rồi, tôi trừ cho fixed expenses, là cô trừ tổng định phí, cô sẽ bằng lợi nhuận ròng. Đây cô nhắc lại lần nữa là nếu mà chúng ta có điều kiện mà cái vùng của chúng ta không phải là vùng dịch thì chúng ta nên in slide này. Nè, lớp mình có vài bạn là học mới hoàn toàn nên in slide và take note vào trong slide là tốt nhất. Tại vì nếu chúng ta tiết kiệm cái tiền in slide mà chúng ta không có ghi chú được á, chúng ta sẽ thiệt thòi. Mình không tốn tiền sách rồi, mình in slide. Nếu như mà vùng của mình nó không phải là vùng dịch nguy hiểm, chúng ta có thể đi in được thì chúng ta in ha. Đó là cái báo cáo. Đây thì cái báo cáo của đối với doanh nghiệp thương mại thì kết quả nó sẽ giống nhau. Báo cáo đối với doanh nghiệp thương mại thì kết quả giống nhau. Còn cái báo cáo mà đối với doanh nghiệp sản xuất thì kết quả nó sẽ khác nhau các bạn. Kết quả sản xuất thì nó sẽ khác nhau. Rồi, sang cái mục tiêu tiếp theo là chúng ta tìm hiểu cái sự khác nhau giữa chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp ha. Có chữ in là gián, indirect là gián tiếp, còn direct là trực tiếp. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về chi phí trực tiếp. Chúng ta tiếp tục cái cách phân loại nữa đó. Rồi, chúng ta tiếp tục cái cách phân loại thì chúng ta thấy là mình đã phân loại là toàn bộ chi phí công ty thành chi phí sản xuất, chi phí ngoài sản xuất. Rồi phân loại thứ hai là chi phí chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ. Rồi phân loại thứ ba là phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, gồm có biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Và vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng ta xác định cái biến phí, định phí trong chi phí hỗn hợp bằng cái phương trình, bằng phương pháp hai lơ. Là phương pháp bình phương bé nhất. Phương pháp bình phương bé nhất thì các bạn tham khảo thôi. Thì chúng ta làm phương pháp hai lần thì nó dễ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở về cái cách phân loại nữa, là phân loại chi phí ra thành hai loại, đó là chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Như vậy chi phí trực tiếp là trade ha, là chúng ta có việc tính trực tiếp vào trong cái giá thành sản phẩm. Cho nên chúng ta nghe cái trực tiếp thì chúng ta có thể hình dung là gì? Gồm gì? Direct gì? Direct material, direct labor, đúng không ạ? Như vậy thì nó là cái chi phí trực tiếp. Nó có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp. Còn lại là chi phí gián tiếp. Vậy chi phí sản xuất chung được xếp vào cái chi phí gián tiếp. Tại vì chi phí gián tiếp thì nó không thể tính trực tiếp vào trong sản phẩm mà nó phục vụ chung chung, cho nên chúng ta cần phải phân bổ. Đó. Chúng ta cần phải phân bổ. Rồi, chúng ta là phải hiểu một số vấn đề liên quan đến được việc đưa ra quyết định ha. Cái quyết định là chúng ta sẽ lựa chọn phương án thì chúng ta sẽ xem là cái phương án nào có lợi nhất.
Ví dụ như cô đề cập đến cái khái niệm về differential cost. Differential cost đó là cái chi phí chênh lệch. Chi phí có thể dịch là chi phí liên quan cũng được. Chi phí chênh lệch, differential là chi phí chênh lệch. Giờ chúng ta nhìn nè, chúng ta nhìn vào ví dụ để chúng ta hình dung differential cost nó là cái gì. Differential cost and differential revenue. For example, you have a job paying 1,000 and $500 per month in your hometown. You have a job offer in a neighboring city that pays $2,000 per month. The commuting cost to the city is $300 per month. Vậy chúng ta hãy xác định cho cô differential cost là bao nhiêu và differential revenue. Chúng ta thấy là chi phí này, chúng ta có thể là chi phí chênh lệch đó, doanh thu chênh lệch. Thì cô dịch cái ví dụ này ha. Giả sử như bạn được trả lương $1,500 ở miền quê của bạn. Bạn có một cái đề nghị là làm công việc ở một cái thành phố, bạn sẽ được trả là $2,000. Tuy nhiên ở thành phố thì bạn tốn những cái chi phí liên quan, chi phí phát sinh thêm là $300. Vậy chúng ta so sánh là doanh thu doanh lợi là giữa $1,500 ở miền quê với lại $2,000 ở thành phố, đó là $500. Còn chi phí doanh lợi thì ở thành phố chúng ta tốn thêm $300, còn ở dưới quê thì chúng ta không có tốn cái chi phí này, cái sinh hoạt phí thì chúng ta không tốn. Vậy thì nếu là chúng ta thì chúng ta chọn cái nào? Bạn chọn mà làm việc ở miền quê, ở hôm sau hay là ở city ? Bạn chọn nào? Về tính kinh tế thì bạn chọn nào các bạn? Ở quê rồi. Ở đâu em? Miền quê. Ở miền quê. Ở miền quê về tính kinh tế thì bạn còn được bao nhiêu tiền? Em vẫn còn $1,500. Còn nếu ở thành phố thì bạn còn bao nhiêu? $200. Bao nhiêu? 1,200. Ở đâu luôn 1,200? Lương tới 2,000 mà. Mà có chi phí, trừ chi phí nữa cô. Chi phí thì 2,000 trừ 300 sao ra 2. 2,700 đô. Vậy nếu về tính kinh tế thì ở thành phố vẫn tốt hơn là chúng ta còn thu nhập chúng ta tiết kiệm được $1,700. Ở miền quê thì chúng ta tiết kiệm được $1,500. Cho nên so sánh cái phần doanh thu trên lợi là 500. Tuy nhiên chi phí là 300 nữa, coi như là nếu chúng ta ở thành phố thì chúng ta làm việc ở thành phố thì chúng ta nhiều hơn. Chúng ta lấy doanh thu trên lợi trừ chi phí trên lợi là chúng ta vẫn còn được là hơn $200. Chúng ta còn hơn $200. Đó là xét về góc độ kinh tế. Vậy xét về góc độ kinh tế thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ chọn ở thành phố chứ ha. Tại vì mình trừ chi phí ở hết mà mình còn mình xài hết $300 nhưng mà mình cũng còn dư được 200. Tại lương mình cao hơn 500. Tuy nhiên thì xét về những khía cạnh khác thì có thể bạn sẽ chọn miền quê. Bạn chọn miền quê và thấy là yên bình, có rau sạch và cá sạch để ăn thì chúng ta cũng có thể chọn. Như vậy thì đó là chúng ta chọn về yếu tố sức khỏe ha. Chúng ta nghiêng về sức khỏe thì chúng ta chọn để tránh ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Cũng như hiện nay các bạn thấy các bạn chạy thuốc về quê hết, các bạn đâu dám ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Cô cũng đâu thích ở thành phố Hồ Chí Minh mà đặc thù công việc mình phải ở lại thôi. Đó, chúng ta thấy có những lúc là chúng ta sẽ phải chọn về quê là như vậy. Cô sang cái khái niệm về opportunity cost. Opportunity cost đó là chúng ta dịch là chi phí cơ hội. Như vậy chi phí cơ hội thì nó không phải là chi phí ha, mà nó là benefit.
đó là potential benefit. Vậy chi phí cơ hội người ta định nghĩa là gì? Chi phí cơ hội người ta định nghĩa là thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi chúng ta lựa chọn phương án này thay vì chúng ta lựa chọn phương án khác. Đó. Thì bị mất đi tạm thời thôi. Đó. Ví dụ như trước đây bạn chưa đi học, bạn tốt nghiệp phổ thông xong, bạn làm thêm. Đó. Bạn làm thêm được 5 triệu tháng, cái mùa hè bạn làm được 15 triệu. Đó. Cái xong rồi cái qua cái mùa hè bạn xác định là bạn đi học ở đại học công nghiệp. Bạn học cái bạn gì? Bạn học cái bạn học lịch nó full hết, không có thời gian làm thêm nữa. À, mất nè, không có tiền, không có tiền nữa, thì chúng ta thấy là đó là cái thu tiềm nhật tiền tàng của chúng ta bị mất đi là 5 triệu tháng á, là chúng ta làm thêm á. À, chúng ta bị mất đi thì đó là cái chi phí cơ hội. Vậy chúng ta sẽ không mất vĩnh viễn tại vì chúng ta chọn một cái phương án để mà tốt hơn cho chúng ta trong tương lai. Chúng ta bỏ ra mấy năm chúng ta học đại học công nghiệp, chúng ta ra trường chúng ta làm với cái thu nhập là 10 triệu chẳng hạn. Còn nếu như mình không đi học, mình làm công nhân vậy thì 5 triệu hoài. À, hoặc là chúng ta có một cái cơ hội nhưng mặc dù như vậy, có thể ra trường trong số chúng ta cũng có số bạn là lương lên mấy ngàn đô đó. Nên là hiện tại cái chi phí cơ hội thì nó sẽ nhìn ở cái trước mắt thôi. Chúng ta mất đi khi chúng ta hy sinh, chúng ta lựa chọn phương án này thay vì phương án khác. Thì ví dụ như chúng ta có tiền, chúng ta có 50 triệu, chúng ta có 50 triệu trong tài khoản ngân hàng, chúng ta dành dụm được bấy lâu được 50 triệu. Nhưng mà bây giờ mình yêu thích một cái xe tay ga nào đó, mình thích cái xe nào quá, chúng ta rút ra, chúng ta mua xe, thì coi như chúng ta sẽ mất đi cái chi phí cơ hội là cái tiền lãi của ngân hàng. Đó, chúng ta không còn lãi nữa. À, giờ chúng ta xài mất đi những khoản đó là chi phí cơ hội. Tiếp theo là định nghĩa về chi phí chịt. Chi phí chìm. Như vậy chi phí chìm là gì? Chi phí chìm có số sách thì người ta dịch là chi phí lặn, có số sách thì người ta dịch là chi phí chìm. Như vậy chi phí lặn, khi người ta dịch chi phí lặn thì chúng ta đừng có nghĩ là mình rớt cái gì ở dưới sông mà mình mướn họ lặn, trả tiền đó thì gọi chi phí lặn, là không phải ha. Chi phí chìm là một cái chi phí mà đã xảy ra trong quá khứ mà chúng ta không thể tránh nó được. Nè, chúng ta không thể tránh né nó được. Còn ví dụ như chi phí khấu hao tài sản cố định. Chi phí khấu hao tài sản cố định mà chúng ta đã đầu tư rồi năm ngoái thì bây giờ nó sẽ là chi phí chìm thôi. Ví dụ như là công trình đó cô nói là 10 tỷ 20 năm. Đó, 10 tỷ 20 năm thì mỗi năm cô phải khấu hao là 500 triệu. Một năm cô khấu hao là nửa tỷ. Đó là cái chi phí mà cô bỏ ra trong quá khứ và bây giờ cô sẽ vẫn phải chết thôi. Cô không tránh được, cô không tránh né được. Đó là chi phí chìm. Hoặc là cái ví dụ trong bài này, ví dụ trong bài này là nó giả sử chúng ta sẽ mua vàng là 400 đô một ounce, nhưng mà hiện tại là chúng ta bán ra thì chúng ta chỉ được 250 đô một ounce. Vậy thì chúng ta có thể là chúng ta nên chờ đến khi mà vàng lên đến 400 đô một ounce thì chúng ta mới bán hay không? Chúng ta trả lời là có lẽ là bạn sẽ trả lời là có, mặc dù là bởi vì chúng ta làm sao? Chúng ta mua đến 400 đô một ounce. Nó là chi phí chìm mà 400 đô ha. Tại nhiên bạn xuống 250 bán, chúng ta cảm thấy buồn. Mình không lấy lại được cái khoản chi phí mình bỏ ra, bị lỗ. Cái phần least well reduction thì cái này chúng ta tham khảo.
Rồi, như vậy thì trong cái phần list square regression là chúng ta tham khảo, tại vì cô đã cho cái hệ phương trình rồi đó. Bạn nào thích thì các bạn lấy cái ví dụ hồi nãy 6 tháng ta làm, chúng ta làm thì cô sẽ cho chúng ta tính thử xem cái phương trình nó như thế nào. Rồi, như vậy thì cái chương 2 của chúng ta đến đây là kết thúc. Vậy thì chiều nay chúng ta ăn cơm xong, chúng ta vào bàn, chúng ta giải bài tập cho cô nha. Vậy sáng mai, chiều mai theo lịch, vậy chiều mai cô sẽ không giải bài mới, cô không giải bài mới mà cô sửa bài tập chương 2. Đó, chúng ta làm từ trên dưới, chúng ta làm trên Excel. Xe, bạn nào xe làm đúng, bạn nào xe nhanh, giành quyền xe nhanh, xe trước làm đúng sẽ được cộng điểm. Đó, ngày mai thì trên cái tinh thần là cô chỉ sửa bài chứ cô không giải bài mới ha. Đó, rồi hôm rồi tuần sau chúng ta mới học bài mới. Rồi, như vậy thì cái buổi học chiều nay có chỗ nào chúng ta không hiểu, chúng ta có thể hỏi lại. Dạ cô ơi, là bài tập bắt buộc phải làm trên Excel với cô. Hả? Dạ, em hỏi là bài tập mình phải làm trên Excel với cô, tại vì em không có máy tính cô. Em không có máy tính luôn hả? Dạ vâng. Em không có máy tính thì cũng hơi khó. Thì bây giờ mình kể không sao. Không có máy tính thì mình làm vô cuốn tập á. Mình làm mình ghi chép cho nó đàng hoàng. Nhớ làm bút mực, làm bút chì, xong rồi share bằng cách là chụp hình qua Zalo. Tuy nhiên cô sửa bài thì cô vẫn ưu tiên sửa những người ở làm máy tính hơn. Nhưng mà nếu như không có ai làm bài đó, không có ai làm trên máy tính thì cô vẫn chấp nhận cái kết quả mà chúng ta làm trên giấy. Thì cô khuyên chúng ta làm Excel hoặc là chúng ta làm Word để chia sẻ. Thứ nhất là làm trên Excel là cô nhìn, cô kiểm được cái công thức của bạn luôn á. Bạn làm nó sẽ nhanh. Còn bạn nào không có máy tính thì cũng phải chấp nhận làm trên giấy thôi. Đó. Thì không sao cả. Thì chúng ta nhanh nhẹn hơn, chúng ta làm như vậy đó. Đó, chúng ta làm thì làm trên Zalo thì cũng làm trên giấy thì chụp kết quả qua. Đó, tức là ngày mai cô nói là bài số mấy, exercise 2 số mấy, 2 chấm mấy. Đó, thì chúng ta có thể share bằng cách là share qua Zalo. Nhưng mà cô hạn chế ha, chỉ chấp nhận cho những bạn không có máy tính thôi. Chứ tất cả chúng ta mà ngồi làm trên giấy chụp qua nó sẽ bị tùm lum trong cái Zalo. Rồi. Rồi, chúng ta còn hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta còn hỏi gì nữa không nè? Dạ không cô. Nếu không thì sau giờ này có một bạn lọt vào hết giờ rồi mới bay luôn nè, vì rớt hẹn nè, chúng ta thấy đường truyền không ổn định thì chúng ta bị thiệt thòi đó. Rồi hôm nay cô kết thúc chương 2, hẹn gặp lại chúng ta vào chiều mai, chúng ta sửa bài tập chương 2. Ơi. Cái gì vậy? Một điểm. Nếu bài tập một thì chúng ta khẩn trương, tại có bài dễ bài khó ha. Có bài dễ bài khó thì bạn nào nhanh tay nhanh chân thì sẽ được. Tại vì cô sẽ lấy điểm cho một bạn, một cái bạn nào mà nhanh nhất thôi. Như bạn nào nhanh nhất xe thì cô mới tính điểm, chứ không phải cùng một bài đó mà cô cộng cho 10 người đó mà. Người khác sẽ là câu khác mà màn hình chỉ giải quyết cho từng bài chứ không có giải quyết chung. Rồi. Như vậy thì cô bye bye lớp nha. Dạ. Recording stop.